Trung Quốc dọa Mỹ ngay tại Washington. Hôm qua, tạp chí Foreign Policy của Mỹ đã có bài viết cho rằng Trung Quốc đã đem chiến dịch tuyên truyền quan điểm của mình về Biển Đông tới tận Washington. Đó là việc ông Đới Bỉnh Quốc Cựu, quỹ viên quốc vụ Trung Quốc đã đến phát biểu tại một hội nghị tổ chức ở trụ sở của Tổ chức Nghiên cứu Chính sách Toàn cầu, Carnegie Endowment for International Peace ở Washington. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay sau đó đã đăng toàn văn bài phát biểu dưới tên gọi Bài phát biểu của Đới Bỉnh Quốc tại đối thoại Mỹ-Trung về Biển Đông. Sau phần chào đón về quan hệ hai nước và vai trò của nước lớn, ông Đới, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc, đã mạnh miệng đánh giá rằng nhiệt độ ở Biển Đông hiện nay khá cao, nếu không kiểm soát được tình hình có thể xảy ra các tai nạn và Biển Đông có thể rơi vào hỗn loạn, thậm chí là cả khu vực châu Á. Ông Đới khẳng định Bắc Kinh sẽ bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA và cảnh cáo Mỹ nên ứng xử cẩn trọng ở Biển Đông. Thậm chí ông còn dùng ngôn từ không còn chất ngoại giao khi tuyên bố phán quyết sắp tới của PCA chỉ là tờ giấy lộn không hơn không kém. Vị cựu lãnh đạo chính trị của Trung Quốc không những đề nghị các nước không công nhận phán quyết, mà còn cảnh cáo Trung Quốc sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Philippines sau phán quyết. Ông Đới Bỉnh Quốc cũng cáo buộc Mỹ làm tăng căng thẳng trên Biển Đông với các hoạt động tuần tra hàng hải và hàng không liên tục, cũng như khuyến khích các nước Đông Nam Á đối đầu hơn với Trung Quốc. Dù phát biểu ở một hội thảo giữa các trí thức hai nước, nhưng ông Đới cũng bắn tiếng đe dọa luôn các chính trị gia ở Washington rằng Trung Quốc chúng tôi sẽ không để bị hăm dọa bởi hành động của Mỹ, dù Mỹ có tung một lúc cả 10 hàng không mẫu hạm tới Biển Đông đi chăng nữa. Mỹ đã mạo hiểm để có thể bị kéo vào những rắc rối, chống lại lợi ích của chính mình và phải trả một giá đắt bất ngờ. Bài phát biểu ngày 5 tháng 7 giờ Mỹ này của ông Đới hoàn toàn phù hợp với giọng điệu sẵn sàng chiến tranh của bài xã luận trên thời báo toàn cầu của Trung Quốc. Ông Đới Bỉnh Quốc là một chính trị gia và là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc. Từ năm 2008, ông là một trong năm quỹ viên quốc vụ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông được coi là một trong những nhân vật cao cấp góp phần xây dựng chính sách đối ngoại của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Ông hiện đang là Chủ tịch Đại học Tế Nam và là Chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Đại học Bắc Kinh. Thời báo Hoàn Cầu ngày 5 tháng 7 nhấn mạnh Bắc Kinh nên chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự tại Biển Đông. Lời kêu gọi được đưa ra chỉ một tuần trước phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc. Trong bài xã luận bằng tiếng Trung và tiếng Anh, Thời báo Hoàn Cầu cáo buộc Mỹ đã làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông bởi chính sự can thiệp của nước này trong khu vực. Tờ báo còn cho rằng cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông hiện phải đối mặt với sự leo thang căng thẳng nhiều hơn nữa bởi phán quyết ngày 12 tháng 7 của PCA. Tăng cường năng lực răn đe. Washington đã triển khai hai tàu sân bay chiến đấu tại Biển Đông và muốn gửi đi thông điệp thông qua sự phô diễn sức mạnh của mình là cường quốc lớn nhất trong khu vực. Nước này đang chờ đợi sự phục tùng của Bắc Kinh, bài xã luận cáo buộc. Thời báo Hoàn Cầu cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần tăng cường phát triển năng lực răn đe quân sự. Mặc dù Trung Quốc không thể bắt kịp Mỹ về mặt quân sự trong ngắn hạn, nhưng nước này nên có năng lực để buộc Mỹ phải trả giá đắt nếu tiếp tục can thiệp bằng vũ lực vào các tranh chấp trên Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu trực thuộc Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ báo này không có cùng chức năng như cơ quan chủ quản và các bài xã luận của tờ báo này không thể được xem là đại diện cho chính sách của chính quyền Bắc Kinh. Ngoài ra, Reuters cho biết Thời báo Hoàn Cầu cũng nổi tiếng với quan điểm chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Căng thẳng gia tăng trước ngày phán quyết của PCA khi Trung Quốc vốn tức giận trước những cuộc tuần tra trên Biển Đông của Mỹ vừa tuyên bố tiến hành tập trận trên biển với phạm vi bao trùm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7. Trong khi đó, theo Reuters, chính quyền Manila tỏ dấu hiệu muốn hạ nhiệt với cường quốc láng giềng trước quyết định hôm 12 tháng 7, nhưng vẫn kháng cự trước áp lực của Trung Quốc về việc phát lờ phán quyết của PCA. Sẵn sàng đàm phán. Mỹ nhấn mạnh sự quan ngại rằng phán quyết của PCA có thể thúc đẩy Bắc Kinh tuyên bố vùng nhận diện phòng không ADIZ như nước này đã từng tuyên bố trên vùng biển Hoa Đông hồi năm 2013, hoặc đẩy mạnh việc cải tạo và xây dựng trái phép các đảo mà nước này chiếm đóng trái phép trên Biển Đông. China Daily, nhật báo tiếng Anh lớn nhất Trung Quốc, trong một bài viết hôm 5 tháng 7 nhấn mạnh rằng phản ứng của Trung Quốc sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Philippines đối với kết quả của PCA. Sẽ không có sự cố nào nếu tất cả các bên liên quan bỏ qua một bên kết quả của phiên tòa, tờ này viết.
Jenna Daly cũng cho hay Bắc Kinh sẵn sàng bắt đầu cuộc đàm phán với Philippines về Biển Đông và các vấn đề liên quan nếu Manila phớt lờ phán quyết của PCA về đường lưỡi bò. Về mặt pháp lý, theo CNN, phán quyết của PCA sẽ mang tính ràng buộc và do đó có thể có những tác động về mặt ngoại giao đối với Trung Quốc nếu nước này từ chối tuân theo. Nhiều người đang nói rằng nếu Trung Quốc không tuân theo phán quyết thì điều này sẽ làm suy yếu vị thế của mình sau khi đã cam kết duy trì trật tự dựa vào luật lệ. Do đó, hậu quả có thể là danh tiếng của Trung Quốc. Tiến sĩ Ian Story thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore nhận định. Câu hỏi lớn nhất về phán quyết là ai sẽ là người củng cố nó, bởi vì sau cùng thì nó là một phán quyết ràng buộc, nhưng nếu Trung Quốc chọn cách phớt lờ nó thì sẽ rất khó để Philippines có thể thay đổi hiện trạng. Tiến sĩ Raham thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy cho biết. Trong khi đó, các chuyên gia pháp lý nói rằng nếu phán quyết có lợi cho Philippines thì Manila có thể yêu cầu tòa án về các biện pháp khác nghiêm ngặt hơn, chống lại Trung Quốc. Xây 80 bãi đá ngầm để ngăn tàu cá Trung Quốc. Cũng trong ngày 5 tháng 7, Hàn Quốc và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thứ 9 trong cuộc đàm phán song phương để tìm ra giải pháp cho vấn đề đánh bắt cá trái phép của Bắc Kinh trong vùng biển của Seoul. Yonhap dẫn một nguồn tin cho hay, các quan chức Hàn Quốc đã thúc giục Bắc Kinh xây dựng các biện pháp thiết thực để giải quyết tận gốc hành động đánh bắt cá bất hợp pháp này. Theo đó, Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc ngăn tàu cá của nước này đi vào vùng biển của Hàn Quốc gần biên giới hàng hải với Triều Tiên. Nguồn tin này cũng cho biết Hàn Quốc sẽ đưa ra vấn đề Triều Tiên bán quyền đánh bắt cá của nước này cho Trung Quốc trong cuộc đàm phán. Theo Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã bán quyền đánh bắt cá, cho phép 1.500 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trong vùng biển của nước này gấp 3 số lượng tàu cá hàng năm để đổi về 30 triệu đô. Bên cạnh đó, chính quyền Seoul cũng quyết định xây dựng 80 bãi đá ngầm nhân tạo mới tại biên giới hoàng hải với Triều Tiên để ngăn cản các tàu đánh bắt cá bất hợp pháp của Trung Quốc. Trung Quốc cam kết hòa bình. Tuy nhiên, người phát ngôn hồng lõi của Trung Quốc lại xoa dư luận khi tuyên bố Bắc Kinh luôn ủng hộ hòa bình. Trả lời về bài viết hiếu chiến của tờ Thời báo Hoàn Cầu, ông Hồng Lỗi trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 7 nói, Trung Quốc sẽ phối hợp với các nước ASEAN để bảo vệ hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Theo Reuters, dù vậy, ông Hồng Lỗi tiếp tục khẳng định Trung Quốc sẽ không chấp nhận phán quyết nào từ bên thứ ba hoặc một giải pháp mang tính ép buộc Bắc Kinh. Giới hạn của Mỹ ở Biển Đông. Với vị trí đứng giữa một cách trung lập trong tranh chấp lãnh thổ ở châu Á, Mỹ sẽ làm gì để vừa bảo đảm an ninh cho đồng minh vừa tránh xa vào xung đột? Trước ngày tòa trọng tài thường trực PCA ra phán quyết vụ Philippines, kiện về đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, các chuyên gia tìm kiếm và mổ xẻ thêm những khía cạnh khác của cuộc tranh chấp gây nhiều sự chú ý hiện nay. Giáo sư chính trị học Eric Heyer, Đại học Brigham Young Mỹ đã có bài phân tích về thế khó của Mỹ trong cách hành xử ở Biển Đông và qua Đông, hay còn gọi là nghịch lý an ninh đồng minh. Hai trò chơi. Nghịch lý an ninh đồng minh có thể diễn đạt qua hai trò chơi đồng minh và trò chơi thù địch. Trong trò chơi thứ nhất, cái giá của liên minh là trách nhiệm an ninh, đồng nghĩa Washington muốn thân thiết với Nhật, Philippines sẽ bị ràng buộc trong hành động và có thể mắc kẹt trong tranh chấp với Trung Quốc. Nếu đồng minh an tâm rằng Washington sẽ thực thi mạnh mẽ những cam kết, họ có thể liều lĩnh hơn khi đối phó với Trung Quốc, điều có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Nếu Mỹ tỏ ra không dứt khoát, các đồng minh sẽ thấy lo ngại nhưng điều này cũng giúp họ bớt hành động liều lĩnh, thay vào đó tìm một giải pháp thỏa hiệp với Trung Quốc. Trò chơi thù địch là mặt ngược lại của đồng xu. Nếu Trung Quốc cảm thấy Mỹ không mạnh mẽ trong cam kết với đồng minh, Bắc Kinh có thể không muốn chọn giải pháp thương lượng hoặc thậm chí sẽ hành động hung hăng hơn nữa. Tuy nhiên, Mỹ cứng rắn có thể dẫn đến việc Trung Quốc phải nhượng bộ. Dựa theo logic này, nghịch lý an ninh đồng minh đòi hỏi Mỹ phải cân nhắc cẩn thận giữa cái giá của hai trò chơi đồng minh và thù địch. Cuối năm 2012, khi căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc lên đỉnh điểm vì bãi cạn Scarborough, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông cáo sau, chúng tôi quan ngại căng thẳng leo thang ở Biển Đông, Mỹ hối thúc các bên tiến hành các bước giảm căng thẳng. Tháng 2 2013, Mỹ tiếp tục tuyên bố ủng hộ các biện pháp ngoại giao và hòa bình để giải quyết tranh chấp. Sự dè dặt thấy rõ của Washington trong việc không dám cam kết sẽ bảo vệ Philippines khỏi một cuộc tấn công của Trung Quốc cho thấy Mỹ lo ngại bị cuốn vào đối đầu quân sự với Trung Quốc. Thái độ này bộc lộ rõ ràng nhất qua phát ngôn
của một quan chức quốc phòng Mỹ. Tôi không cho rằng chúng tôi sẽ để Mỹ bị kéo vào một cuộc xung đột vì mấy con cá hay bãi đá. Chờ ngài phán quyết. Khi BCA ra phán quyết đặt trường hợp có lợi cho Philippines thì Manila sẽ có một đòn bẩy pháp lý chính trị để đòi hỏi sự ủng hộ của Mỹ trong trường hợp họ muốn phán quyết của BCA được thực thi hoặc nếu Trung Quốc có động thái mới ở bãi cạn Scarborough. Nhưng tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại khác quan điểm với người tiền nhiệm Benigno Aquino trong vấn đề Biển Đông. Ông Duterte đã đề nghị đến giải pháp hòa giải với Bắc Kinh, thậm chí trong trường hợp BCA ra phán quyết có lợi. Nếu thật vậy, kịch bản này giảm thiểu khả năng Mỹ bị mắc kẹt trong xung đột Philippines-Trung Quốc. Nhưng mặt khác, nó có thể gây ra căng thẳng giữa hai đồng minh nếu Manila muốn tạo khoảng cách với Washington. Manila từng kêu gọi Mỹ đưa các đảo tranh chấp ở Biển Đông vào phạm vi hiệu lực của Hiệp ước Quốc phòng Mỹ-Philippines. Tuy nhiên, thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước năm 2014 vẫn để phần nội dung này khá mơ hồ. Hiệp ước chỉ ràng buộc Mỹ giúp phòng thủ lãnh thổ trung tâm của Philippines và khu vực Thái Bình Dương. Ngoài phạm vi này, Washington đến nay vẫn né tránh xác định giới hạn nào cho cam kết của họ. Bắc Kinh hoàn toàn nhận thức được nghịch lý an ninh đồng minh Mỹ đang đối mặt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng cảnh báo Washington tăng cường liên minh quân sự chỉ làm tăng thêm sự đối đầu và không giúp giải quyết vấn đề. Trung Quốc mong quốc gia có liên quan để tầm đến hòa bình và ổn định khu vực, có một thái độ trách nhiệm và hành động cẩn trọng. Trước thách thức này, Washington phải cẩn thận, hiệu chỉnh những cam kết của mình. Mỹ không muốn làm hư đồng minh và sa lầy vào xung đột, nhưng cũng không muốn để Trung Quốc tự tung tự tác. Điều này đặc biệt đúng vì liên quan đến vấn đề cực kỳ nhạy cảm là tranh chấp lãnh thổ, một trong những nguyên nhân chính của chiến tranh. Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Ngày 4 tháng 7 trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành tập trận từ ngày 5 đến 11 tháng 7, 2016 với phạm vi bao trùm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ, theo thông báo ngày 3 tháng 7, 2016 của Cục Hải sự Trung Quốc, phía Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận từ ngày 5 đến 11 tháng 7, 2016 với phạm vi bao trùm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành động này của phía Trung Quốc một lần nữa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Việt Nam phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, chấm dứt ngay và không có những hành động đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông hay làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này. Oh,